Will và Linka, từ lâu hai cái tên này đã luôn được đặt cạnh nhau sau 1500 nghi vấn hẹn hò. Mà nào có phải chỉ là nghi vấn nói mồm không đâu. Will và Linka liên tục bị cặp mắt cú vỏ cùng sự nhanh nhạy tinh tranh của cộng đồng mạng soi ra rất nhiều hình ảnh đáng ngờ. Lâu lâu khoảng cỡ 2 tháng trước, đầu tháng 10, Will và Linka bị dân tình bắt gặp đi Singapore cùng nhau. Sau đó, chính chủ Will chỉ nhẹ nhàng đáp rằng, chuyện tình cảm khi nào có, tôi sẽ báo. Nhưng mà chờ mãi mà chẳng thấy nhà trai và nhà gái lên tiếng thêm điều gì. Vậy mà mới đây lại bị hội bạn thân bắt gặp nữa rồi nên bỗng dưng cảm thấy sốt ruột ghê. Tình trong như đã mặt ngoài còn nghe thế này mà vẫn chưa chịu công khai đi cho dân tình chúc phúc. Lần này sau Singapore thì Hàn Quốc chính là điểm hẹn tình yêu thế cơ mà. Các bạn xem, từng này bằng chứng hội bản thân showbiz gom được đã củng cố thêm được phần nào về nghi vấn hẹn hò của cặp đôi Will Linka chưa nhỉ? Không chỉ bắt gặp Will và Linka tại sân bay, đảo nhanh một vòng Instagram của hai bạn trẻ, hội bản thân còn thấy được vài điều đáng ngờ, y chang phong cách chụp ảnh cùng địa điểm nơi chốn như hồi tại Singapore.